Rồi, hôm nay Thái Công xin giới thiệu đến các bạn ở trong phòng của Thái Công thì có đầy đủ luôn, cũng như cái này cũng trên chỗ hàng cũng có 25 triệu, đó đồ gạt bằng thuốc nha các nhà. Đó, còn này, còn bên đây là 15 triệu để mà để giữ giấy nha. Đó, giới thiệu với cái nhà mình cho biết. Còn đây, ba con sói 5 triệu rưỡi nha. Đó, cái nhà muốn sử dụng thì cứ vô giữa hàng hàng nha. Đó thì cả nhà không thấy dòng vàng trên tay của Thái Công đây, cái này là 15 tỷ. Đó, à, còn cái này cả nhà đoán được cái này 15 tỷ thì cả nhà biết cái này là khoảng bao nhiêu tỷ rồi, ha, à, nó sơ sơ thôi 100 tỷ. Đó. Ủa anh Thái Công, cái cổng dây anh đeo bị vụt anh Thái Công ơi. À, Thái Công cái thời trang nó thích như vậy. Đó. Ủa cổng dây nó mua mắt không anh Thái Công? Thấy cái này khoảng 15 tỷ à. À, cộng dây này cộng dây nịt này 12 tỷ, trong giỏ hàng vẫn có đầy đủ luôn. Xem một vòng đi anh Thái Công. Trời ơi, bụng quá trời. Bụng quá hả? Thái Công đẹp trai không? Đẹp mà men lên xíu đi, thấy ẻo quá. Ẻo quá hả? Đây cả nhà thấy Thái Công lúc nào cũng ở trong phòng lúc nào cũng không tháo dậy ra nha. Đó thì khách hàng vô trong shop của Thái Công á thì không bao giờ yêu cầu để mà cởi giày ra nha. Nếu mà cởi giày ra là nói lên những điều đẳng cấp của Thái Công nha các nhà. Đó. Mà nếu mà có đến nhà mà kêu ai mà tháo giày là không đến đúng không? À đúng rồi. Tại vì một khách hàng đã vô trong shop đây mà mình yêu cầu để mà tháo giày ra thì nó mất đẳng cấp của Thái Công. Đúng không? Đó, bây giờ ít điện thoại. À, có một đơn hàng. Wow, đơn hàng này ngon. Tới này ấm nồi rồi cả nhà ơi. Để gọi cho mấy hàng shipper này nó lại đi giao hàng luôn mới được. Alo. Shipper hả? Lên nhà công công nhận hàng đi. À ok, nhận nha. Công công đợi nha. Rồi. Alo, anh Công Công hả? À, anh gọi điện thoại em đến lấy đơn hàng nè anh ơi. Em đang đợi nè nghe. Gọi anh có làm gì làm lẻ lẻ đi nghe. Có như là trai gái thì dẹp qua bỏ một bên nha. Rồi chút xíu nó giao hàng, muốn trai gái nha anh. Em đợi nha. Dạ, ok anh. Dạ. Ông nội này thiệt chứ. Hàng hóa mà ông còn nói trai gái trong đó. Ông đợi, kêu mình đợi không biết chừng nào mà ông ra đây không biết. Tôi mệt cũng chết luôn. Giao hàng từ hồi trưa giờ mệt, không ăn uống, dịch mệt cũng chết luôn. Nghe hàng ổng là nổi ốc cục rồi. Mệt cũng chết luôn, ngồi đợi chút xíu. Giác này ước gì có chai nước uống cho đã trời. Giao hàng, nhận được cái đơn hàng của anh Công Công này thì tôi mệt cũng chết luôn. Không biết là giao tới khách hàng nó có chịu nhận hay không. Mà vì cái cuộc sống mưu sinh bắt buộc phải nhận thôi chứ sao giờ. Mệt quá. Trong lúc mình đợi ổng thôi, chỗ đây mát quá, nằm nghỉ mệt chút xíu cho mát chứ. Mệt quá trời quá đó. Mà nghĩ ông nội này cũng ngộ ghê á. Kêu mình giao hàng cho ổng, lỡ lấy hàng thì thôi ra đi. Không biết là ông Công Công là có hẹn mấy thằng trong đó nữa. Bực mình dễ sợ bực mình. Nằm chỗ khác nữa coi. Chán. Anh Công Công ơi, lẹ đi anh Công Công ơi, vợ con em nó mệt, nó đói ở nhà, chờ em đem tiền về uống sữa anh Công Công ơi. Kiểu nào cũng mệt hết trên trời, vụ đặt hàng này có mệt quá trời quá đất, gần Tết tới nơi rồi. Mày ở đâu đây? Đi chỗ khác đấy. Để làm gì? Tôi đang đi lấy hàng mà mày lại mày liếm tới hoài. Ê! Nó nghe nè. Anh Công Công mày đâu rồi? Hả? Anh Công Công đâu? Mày vô mày kêu ổng cho tao coi. Tao đợi hàng nhiều người đợi, tao giao cho hàng cho chủ mà tao mệt lắm nè. Đi kêu ổng đi. Để lên. Đi. Đó. Trời ơi, ông này giao hàng ổng à. 3-4 tiếng đồng hồ mà sao không thấy ổng ra ta? Anh Thái Công.
tôi đi giao hàng ông ơi, trời ơi, đợi mà đợi lâu dữ vậy. Chết tôi rồi. Tao đợi lâu quá trời rồi, nãy giờ ngủ 3 4 tiếng hồ rồi mà ông chưa ra nữa trời. Trời giờ này thằng shipper lại tới chưa trời. Đợi chờ nó nãy giờ. Uống, ủa trời ơi, đeo kiến mấy chục tỷ gì hết, không thấy đường trời. Em đây. Trời ơi, em ngồi đấy mà không thấy em. Làm gì lại đến giờ lâu chưa? Trời ơi, không biết lâu không mà ngủ, đợi anh 4 tiếng hồ đang ngủ đây. Trời biết sao, thông cảm thầy này, mấy chục tỷ nên gói cho nó kỹ càng tí biết không? Vậy thành công. Tại vì nói chung ra cái đơn hàng của anh em nhận em gung dữ lắm. Mà không biết là em giao cái đơn hàng này nếu mà khách nó lấy không nói gì mà nó không lấy chết em luôn. Dạ đây đây. Không, thương hiệu công ty em đặt mà. Con ngực đẹp bự dữ không? Đây đây. Ngon lắm. Rồi nhớ đi giao bị kỹ nha, mấy chục tỷ lần á. Mà giao đợt này em nhận hàng anh thấy lành ít dữ nhiều đâu. Sao vậy? Tiền nhiều quá. Bây giờ em có phải cần ứng tiền ra không? Trời ơi phải trả tiền cho anh trước chứ mới giao chứ. Rồi đây. Trời ơi mấy chục tỷ của anh. Bây giờ em nói chung ra là em chạy gác một ngày á là nó không có bao nhiêu tiền hết mà bây giờ thôi nếu mà anh tin tưởng em á thì thôi em thế cái điện thoại của em cho anh luôn chứ được. Sao vậy? Điện thoại này hả? iPhone này, iPhone 16. 16 mấy chục tỷ mà kêu cầm cái này. Chứ bây giờ anh kêu em đưa tiền trước, tiền đám đứa. Nhưng là chưa có lãnh lương. Là... lương tháng em đừng có cao lắm, 7-8 triệu ha. Bây giờ thế cái điện thoại em giao xong đơn hàng lại em chuộc cái điện thoại. Bây giờ lấy điện thoại thế đúng không? Thế à, khi nào giao xong là lại chuộc điện thoại đúng không? Đúng rồi. Rồi ok vậy đi. Nhớ đi cẩn thận nha, coi chừng là nó mất mát nó mềm nào mấy chục tỷ nha. Trời ơi, chút xíu nó gớt là chết em rồi. Cố gắng. Nghe nói nha. Mấy chục tỷ hớn. Gắng giao cho nó hoàn thành tốt tốt đi, anh còn nhiều lắm, nhiều đơn hàng cho em lắm. Cố gắng làm tốt tốt được cho nó. Em đợt này mà nếu mà em giao đơn hàng này mà khách nó lấy á thì em còn làm nữa. Khách không lấy nữa là em không dám lấy đơn hàng. Khách của anh khách VIP không còn được lo. Miễn sao là em đi giao anh mà sao chua bị hư người ta. Anh ơi, giao hàng anh ơi. Anh giao hàng cho anh công công anh ơi. Sao nhà không ai chứ trời. Con chua đâu vậy? Chua bị hư rồi. Anh ơi, giao hàng cho anh công công anh ơi. Anh. Chủ nhà này không có giờ này ngủ trưa hay gì mà. Bởi vì giao hàng cho mấy ông này bởi vì ổng nói là của ổng là hàng VIP mà mình giao tới khách không biết VIP không biết mình thấy thua rồi đó, bấm chuông hai lần, lần thứ ba mà không ra là bỏ luôn, trả hàng luôn. Thế cái điện thoại iPhone đời cao mà anh ơi giao hàng anh ơi. Trời ơi, bấm chuông đợi anh hoài anh không mở cửa. Anh ai vậy? Đơn hàng của anh công công giao anh. Đơn hàng gì? Đơn hàng anh đặt nè. Trời đất ơi, ông nội ơi, giao hàng gì người tê ngủ chưa, đang ngủ ngon lành ông bấm ấm sùm hết. Trời ơi, tại cái công việc của em anh, một ngày em giao cái đơn hàng đâu có nhiêu tiền đâu anh. Bây giờ anh có muốn kiểm tra hàng luôn không? Em mà ấy hàng cho em kiểm tra. Nhưng mà hàng gì? Hàng này nói chung ra là bây giờ anh cho em mở ra em mới biết được chứ em đâu biết cái đơn hàng là hàng gì. Có anh đặt. Kiểm tra đi. Cái ủa tôi đâu nhớ qua nay tôi đâu đặt hàng gì đâu ta. Ây da, nếu mà anh nói vậy tôi mở cái đơn hàng này mà anh không nhận tôi ôm chắc đợt này về không có tiền ăn Tết luôn anh ơi. Là sao? Cái đơn hàng này là của anh công công. Anh kêu giao tới đúng số nhà của anh luôn rồi. Nên tôi giao cho anh nè. Đơn hàng này bao nhiêu tiền? Đơn hàng này hả? Đơn hàng này hồi nãy nghe anh công công nói đơn hàng này 10 tỷ. Cái gì? 10 tỷ. Trời ơi, em đi cướp rồi gì 10 tỷ. Ai biết đâu, anh công công kêu tôi giao tới tôi giao chứ. Tôi lên trên cái gì tôi lướt cái gì mà TikTok gì đó, tôi thấy là chỉ có mấy chục ngàn thôi, tôi đặt ra rồi ra 10 tỷ. Làm gì có mà của anh công công làm gì có mà mấy chục ngàn anh. Tiền tỷ không à. Đâu anh mở ra coi đi, coi sao chứ. Nếu mà tôi mở ra gì, nếu mà anh không lấy hàng cái lúc đó tôi về, lúc đó tôi cũng chắc bỏ nghề luôn á. Mà tiền đó tôi lấy.
Trời ơi, trời ơi. Trời, anh thấy tôi ở nhà sang vậy chứ tôi có tiền có bạc gì đâu. Giờ sao đây ta? Bây giờ anh Công ơi, bây giờ em đến đây mà cái đơn hàng này anh này nói á, là anh không có nhận hàng. Anh không có đặt hàng mà tới, cái này tới 10 tỷ mấy lận. Mà bây giờ anh đòi coi hàng, bây giờ thôi lỡ em mở hàng ra luôn ha. Coi là cái gì trong đây đây, trời ơi trời gấu ý, không biết đường mà mở luôn. Tại vì từ có vợ em nói anh chứ em giao hàng đơn hàng thì cỡ cao lắm á là 1 triệu trở lại, mà đơn hàng mà nghe nói em vung tay luôn á, không biết mở sao luôn. Tôi rảnh rảnh là tôi lướt smartphone á, tôi lên tôi coi TikTok thì tôi thấy mấy chục ngàn tôi đặt chơi vậy đó mà. Thì anh này tôi cũng anh đặt hàng tôi cũng nghi anh quá, tôi thấy anh nãy giờ là anh cũng ấy rồi, tôi bực anh lắm rồi đó nha. Tôi còn bực nữa chứ anh. Đang ngủ à, anh lên bấm chuông sùm hết trơn. Tôi thế cái điện thoại tôi ở trong đó đó. Anh biết không, như là cuộc sống mưu sinh của tôi mà tôi không làm không được. Gì đâu mà đúng là hàng xịn, đóng hàng mở mấy phút hồ mới xong. Đâu anh coi coi cái hàng gì đây. Trời ơi. Anh cái gì vậy anh? Cái này. Trời cái này ơi. Anh ơi. Cái này cái gì vậy anh? Ủa cái này tôi đâu có đặt đâu. Anh giới tính gì vậy? Trời ơi, cái gì nó gì anh? Ừ, quý anh giấu đi anh cái không, gì lên cái gì? Bởi vì tôi nhận có hàng. Còn nữa anh ơi. Thì trời cái gì ơi, anh giấu đi. Cái này anh này tôi nghi nó rồi. Anh không đặt cái này đúng số nhà của luôn. Anh Công Công đưa địa chỉ tôi đúng của anh luôn nè. Đâu anh gọi cho cái anh đó tôi nói chuyện cái anh đặt cái kiểu gì kỳ vậy? Gọi đâu mà gọi. Nghĩ sao mà để hậu tôi nói anh thế nha anh Công Công rồi. Tôi nhà tôi anh đưa cái mấy cái này đâu. Cái này anh đặt tôi rồi, bà xưa bà con này chắc là quá trời giấu tôi mới như máy. Cái này bây giờ tôi tới đây tôi giao hàng cho anh phải nhận cái cục hàng này cho tôi. Còn cái gì á thì mà tôi không có đặt cái hàng này anh hiểu chưa? Mà hàng cái này nghĩ là anh coi nè. Mấy cái không không mực này gì đây mà anh, dạ. Anh mấy tỷ rồi sao? Cái thải này nghi lắm rồi à. Thôi, chết luôn rồi. Tôi không có đặt hàng gì hết trơn á, anh đi về đi. Trời ơi. Anh Công Công ơi cứu em. Khách hàng không nhận cái này là em xong rồi anh Công Công ơi. Hết em rồi. Chết. Vậy là bây giờ cái đơn còn chưa? Gọi như là cái đơn hàng là anh bơm tôi phải không? Tôi không có bơm. Nhưng mà tại vì á, cái con Công Công đó, nó giật bạn trai tôi ghét tôi bơm hàng chơi vậy đó. Trời ơi, anh làm vậy là... Thôi anh đi về đi, tôi không có tiếp anh nữa. Thôi tôi đi về đi, tôi đóng cổng này. Trời ơi, thôi. Hèn chi là tôi hiểu được vấn đề, hổm gà là anh em tôi đi chạy giao hàng rồi. Hàng của anh Công Công gửi là yêu cầu là bị dị không? Tại ổng nói là người ta nói ổng là ghét ổng bơm hàng chơi vậy, giờ thôi về đợt này thôi, nghỉ luôn đi. Khổ làm ăn vậy đó đi. Cái đơn hàng này bây giờ không biết sao luôn nè. Mười mấy tỷ trong tay. Trời ơi trời, dục luôn đi. Thôi dục. Về nói với ổng. Ổng bán hàng mắc vậy. Ổng tự ổng là ổng lấy đi. Tôi không biết tôi đi. Mệt quá. Quý vị ơi, em có bán thuốc bổ xương khớp glucosamine loại 280 viên với giá là 850.000 free ship toàn quốc.